khó khăn để vượt qua. Đó là một thử thách. Trong tất cả những loại tóc mà mình đã vẽ qua, như là tóc xoăn, tóc ngắn, tóc dài, tóc búi, tóc nam, tóc nữ, tất cả những loại tóc này đều khiến cho mình phải nhức đầu với nó. Bạn vẫn còn đang vẽ như thế này hay như thế này? Quên đi, đây là mình. Trước kia mỗi lần mình vẽ tóc mình đều như muốn phát điên. Nhưng mình đã tìm ra được cái bí kíp làm sao để có thể vẽ tóc được như ngày hôm nay. Dĩ nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn điều đó. Mình đã chia sẻ cho các bạn rất nhiều những cái tip về tô màu tóc, và cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi là cái này là tô màu tóc chứ không phải là vẽ tóc. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cho các bạn về cách mà mình đã vẽ tóc như thế nào, và cũng như là nhiều cái kiểu vẽ tóc thì cũng sẽ từ mỗi khuôn đó ra thôi. Cho nên là mình cứ áp dụng công thức là ra các bạn, nhưng mà ra cái thành phẩm như thế nào thì còn tùy theo cái tay nghề và cũng như là cái mắt nhìn và cũng như khả năng vẽ của các bạn ha. Thì ok, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về công thức cơ bản nhất mà mình có. Ngày xưa thì cũng như bao nhiêu con người khác, mình vẽ tóc và mình không biết làm sao để tóc mềm mại hơn, hoặc là làm sao để mà tóc nó có thể đẹp nhất có thể. Thì sau bao nhiêu lần mà mình nhìn xem những cái tranh của người khác và cũng như là những cái lần mà mình vẽ, thì mình đã đúc kết ra được một số cái kinh nghiệm. Đó là đầu tiên thì bạn cần phải có một cái mẫu đẹp, sau đó bạn vẽ theo. No. Không, đó là những gì mà người khác sẽ nói, nhưng với mình, chúng ta sẽ cần có một cái đầu hói. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu trên cái đầu hói này nha. Để có mỗi kiểu tóc thì đầu tiên, cái bước quan trọng nhất là mình cần phải xác định một cái khung tóc mà các bạn muốn vẽ. Các bạn muốn vẽ tóc ngắn, tóc dài, mái ngố, tóc búi, tóc 5 năm, tóc 73, bla bla bla, tóc xoăn, tóc lượn sóng, tóc dài, tóc thẳng gì đó không biết. Nhưng mà các bạn cần phải có cái khung trước. Và đây là cái base cơ bản cho chúng ta. Nhìn nó giống như là một cái buồng chuối ha. Nhưng mà từ cái buồng chuối này mình sẽ vẽ cho các bạn xem nó thành cái tóc mái như thế nào nha. Thì chúng ta đã có một cái khuôn cơ bản. Thì sau cái khuôn đó thì mình sẽ chỉnh sửa lại, kiểu như là mình sẽ thêm những cái phần tóc nè. Nghĩa là cái khuôn đó nó sẽ là cái lọn tóc cơ bản của các bạn. Và sau đó các bạn sẽ thêm vào những phần tóc nhỏ, những cái tóc chỉa ra, hoặc là những cái đường nếp tóc thêm vào. Thì về cơ bản thì như thế này là đã quá ok rồi. Khi mà các bạn đã vẽ quen rồi thì các bạn có thể tỉa thêm cho cái phần tóc của mình nó có nhiều cái điểm nhấn hơn, hoặc là các bạn sẽ dùng màu sắc để mà các bạn có thể xác định từng mảng tóc, và như vậy thì tóc bạn nó sẽ đẹp hơn. Thì đây là cái công thức cơ bản mà các bạn sẽ áp dụng cho mọi cái loại kiểu tóc, và cũng như là mọi cái loại tóc, cho dù tóc dài, tóc ngắn, tóc xoăn, tóc thẳng gì đó bla bla bla. Thì cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn đó chính là các bạn cần có cái khuôn. Có nghĩa là ví dụ như là tóc dài thì có cái khuôn như thế nào, tóc ngắn có cái khuôn như thế nào, tóc xoăn như thế nào, thì một lát nữa đây mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Tùy theo mỗi người nha, thì họ sẽ có những cái phong cách vẽ khác nhau, và cũng như là từ một cái bay căn bản như vậy thì họ sẽ làm ra được rất là nhiều cái loại kiểu như là tô màu tóc hoặc là tỉa tóc chẳng hạn. Và mình là một cái người mà mình không có theo một cái style vẽ nào cố định, do đó thì mình luôn bay nhảy trong những cái không gian mà mình muốn. Có nghĩa là mình muốn vẽ theo một cái style nào đó thì mình sẽ vẽ. Vì vậy cho nên là mình biết rất là nhiều cái kiểu vẽ khác nhau, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái cơ bản nhất mà mình thấy. Đầu tiên thì đối với lại cái lọn tóc dài thẳng đi, thì cũng giống như là hồi nãy mình đã chỉ với các bạn là các bạn cần có một cái chuối đi. Hồi nãy là nguyên một nải chuối, thì bây giờ chỉ cần một trái chuối để vẽ một cái lọn tóc thôi. Thì với những cái bước cơ bản hồi nãy là thì đã quá ok rồi, nhưng mà với những cái premium hơn thì chúng ta sẽ kéo dài cái lọn tóc này và mình sẽ thêm vào những sợi tóc nó dài hơn. Thì đó là cái cách cơ bản nhất. Và bên cạnh đó thì tóc thẳng, nhưng mà khi mà nó dài thì mình cũng sẽ thường hay vẽ nó hơi gợn sóng một xíu để nhìn cái tóc của mình nó không có bị đơ các bạn. Và đó là cái bí kíp khi mình vẽ tóc thẳng. Thật ra thì mình là một cái người mà không có thích vẽ tóc thẳng cho lắm. Các bạn có thể thấy là trong những cái tranh vẽ của mình á, thì gần như là vẽ tóc xoăn. Bởi vì sao? Bởi vì tóc xoăn thì nó sẽ có nhiều cái kiểu, và cũng như là nó sẽ cho mình cái phạm vi tỉa tóc của mình á, nó sẽ nhiều hơn, và cũng như là nó đẹp hơn nữa. Theo mình là vậy, cho nên là mình rất là thích tỉa tóc xoăn, và mình vẽ tóc xoăn cực kỳ nhiều trong các cái tranh của mình luôn. Do đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần tóc xoăn nha. Với tóc xoăn thì đầu tiên thì mình sẽ vẽ bắt đầu bằng những cái đường lượn sóng, và sau đó thì mình cũng sẽ tỉa và thêm vào những sợi tóc con. Một số những cái kiểu premium hơn như ở đây mình giới thiệu với các bạn thì nó sẽ hơi khó, nhưng mà các bạn có thể thấy ở trong cái tranh mà mình vẽ nhân vật Việt Quốc character của mình, thì các bạn có thể thấy là mình vẽ tóc này cũng có, và cái tranh này cũng vậy. Đây là một cái tranh dành cho tóc xoăn của mình. Thì nói chung là nó sẽ tỉa theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên là tóc xoăn là một cái loại mà nó khó tỉa hơn. Và dành cho những bạn nào mà muốn try hard hơn thì các bạn có thể thử với bạn vẽ tóc xoăn nha. Nó cơ bản chỉ là những đường gợn sóng thôi. Tuy nhiên nếu như mà bạn biết
phối hợp nó một cách tốt thì nó sẽ làm cho cái mái tóc của bạn rất là đẹp, và các bạn cũng sẽ có nhiều cái đất để mà các bạn tỉa tót ở trên những cái loại tóc xoăn này hơn. Về cơ bản á nha, tóc xoăn thì nó sẽ khó vẽ hơn tóc thẳng nhiều, bởi vì tóc xoăn á, nếu như mà các bạn vẽ mà nó không có xoăn theo một cái trật tự nhất định thì nó sẽ rất là dễ bị rối. Và cá nhân các bạn khi mà các bạn tô màu hay là các bạn line nét thì nó cũng sẽ rất là dễ rối mắt và các bạn sẽ không thể nào xác định được đúng hướng của nó. Do đó thì tóc xoăn nó sẽ hơi khó vẽ hơn với tóc thẳng một chút, cho nên là các bạn cần phải cẩn thận. Cũng như là cái phần cái lúc mà các bạn làm cái bay cơ bản thì các bạn nên phân chia cái vùng tóc của nó ra để cho khi mà các bạn tô và các bạn tỉa thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Ok, tiếp theo đó thì mình sẽ có một số kiểu tóc khác, ví dụ như là tóc búi nè, kiểu tóc búi đằng sau, hoặc là những cái tóc mà nó kiểu cách hơn một chút, hoặc là những cái tóc mà nó của nam, những cái tóc kiểu đầu cắt môi nó khó hơn hoặc là nó lạ hơn, và thường các bạn sẽ ít khi nào thấy những cái nhân vật cắt cái kiểu đầu này á. Nói chung về cơ bản đi thì cũng chỉ có những cái bước đầu tiên là phát thảo khối, sau đó mình sẽ tỉa lại tóc và sau đó thì mình sẽ tô màu thôi. Dĩ nhiên ở trong ba cái bước này thì nó là một cái vùng trời khác, và mình ở đây thì mình chỉ nói về những thứ cơ bản nhất mà mình có thể chia sẻ cho các bạn thôi. Nếu như mà phân tích những cái loại kiểu tóc mà mình đã vẽ cho nhân vật của mình thì về cơ bản thì nó cũng chỉ có tóc xoăn và tóc xoăn, kiểu như là tóc xoăn dài hay tóc xoăn ngắn mà thôi. Thì đó là về cái kiểu tóc mà mình thường hay vẽ nhất, và cũng như là những cái gì mà mình đã đúc kết ra được trong quá trình mà mình vẽ. Nếu như mà bạn nào cảm thấy vẽ tóc nó khó quá thì các bạn có thể bắt đầu tiên với lại cái kiểu tóc thẳng mà nó ngắn thì các bạn sẽ dễ tỉa hơn. Và cũng như là có thể bắt đầu, nếu như mà những cái loại tóc mái nó quá khó thì các bạn có thể bắt đầu bằng mái ngố, hoặc là bắt đầu bằng với lại cái kiểu mái quả chuối chẳng hạn. Maybe thì nó rất là đơn giản và dễ khi mà lúc đầu các bạn vẽ. Thì đó là những chia sẻ của mình. Và video hôm nay thì của mình thì sẽ kết thúc ở đây, và mình sẽ hẹp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Bye bye.